Hello, chào mừng anh em đã trở lại với kênh Trailer PT Nhật Đức nhé. Vâng, hôm nay là Trung Thu thì lời đầu tiên xin chúc toàn bộ các bác, anh, các chị cùng các cháu có một Trung Thu vui vẻ, đầy niềm vui, cùng đón một cái Trung Thu thật là nhiều ấm áp tình cảm gia đình. Đấy, hôm nay Hà Nội thì sáng thì mưa to rầm rã, chưa đến thì nắng vỡ đầu các bác ạ. Đấy, đây là đang trước mặt thì hôm nay thì lại có một cái sản phẩm mới đây, đó chính là chứa Blue. Thật ra thì mình cũng rất là gọi là lúa về tiếng Anh, không chuyên môn lắm, nhưng mà nó cái chữ này thì cũng không biết đặt là gì, nhưng theo mình nó gọi là blue hay sao ấy, rất là đẹp luôn, phải nói là siêu đẹp đấy. Cái chữ này thì xin thưa các bác là trang trí vào những cái dòng xe như kiểu K200, K250 hay là H150, rồi cũng như tất cả các dòng xe thì rất là đẹp, bởi cái màu sắc của nó cực kỳ là đẹp. Đấy, mỗi một cái thì nó sẽ đóng trong một cái túi như thế này. Hàng này là hàng xịn, hàng Hyundai sản xuất anh em nhé. Anh em nhìn này. Đấy, tem mác đàng hoàng này. Đấy, mai kia mình sẽ có một cái review cho anh em xem về tem đều của các bạn nhái cái tem này. Đấy, ở Việt Nam mình thì rất nhiều các bạn in cái tem này nhưng mà không in được như này đâu. Các bạn nhìn này. Đấy, đây là hàng xịn 100% Hyundai sản xuất. Còn lắp cho xe gì thì mình cũng chẳng biết được nữa. Mã 2Q này thì mình cũng không làm về dòng xe, dòng cái mã này mình cũng không rành lắm. Nhưng mà mình chỉ biết cái chữ Blue này nó rất là đẹp. Phải nói là siêu đẹp ấy. Tại sao đẹp thì xin thưa các bác là nó có hai màu, đặc biệt là màu xanh lá và xanh nước biển, mà khi rọi đèn vào thì nó sẽ lên sáng nhá, rất đẹp luôn, nó như kiểu dạ quang ấy. Đây là trong cái ni lông này, sau đây mình sẽ bóc ra cho anh em xem nhé, bóc cái ni lông này. Bác nào mà có mua cái này thì cứ tin tưởng là mới 100% nhá. Chứ là mình chưa động chạm thì chưa dùng cái keo, chưa bốc keo đâu, vì đằng sau nó có mặt keo anh em này. Đấy, khi bóc cái keo ra thì nó mới mất zin. Còn những cái ni lông hay là cái giấy bóc hộp ra thì mình bóc cho anh em, thì anh em cứ tin tưởng mình là mình cũng chưa hề đụng chạm với nó. Đây, mình bóc cái màng ni lông ra cho anh em xem cái siêu phẩm nó đẹp đến mức nào thôi. Mình phải nói là cái này rất là đẹp luôn, đẹp không cứa người, chắc mình dàn xe mình thật. Tí mình phải tự thưởng cho mình cái này các bác ạ. Tí em mới thưởng cho xe một cái, còn giá ở đâu thì tí em sẽ nghiên cứu, em mới tự thưởng cho em một cái này. Wow, cái chữ này thì phải nói các bác là mình phải cầm trên tay mình thấy nó đẹp rồi các bạn, quá đẹp luôn. Cái màu xanh này thì nói các bác là phải nói là huyền bí luôn, mà nhất đây là hàng hãng nữa nhá các bác nhé, không phải hàng vớ va vẩn kiểu như kiểu mấy cái hàng chợ đâu nhá. Hàng chợ anh em sợ chơi người ra nó bung màu hay là nó bạc phách đi hay là nó bay, đây là hàng hãng rồi thì các bác cứ dùng trên 15 thì vẫn căng đét luôn. Uầy, đẹp vĩnh kiểu luôn, đẹp vi diệu các bác ạ. Đấy, nó sẽ bao gồm cả dọc chữ này là đi trong cái túi này. Blue, không biết cái chữ gì mà đẹp đẹp quá các bác ạ. Cái này trang trí đầu xe cũng đẹp. Đấy, trang trí đầu xe rất là đẹp luôn. Này, lấp lánh các bác này. Đẹp không các bác? Đấy. Hiện tại thì cái này thì mình nói thật các bác là mình không có nhiều. Có duy nhất đúng 5 chữ thôi. Không có nhiều, không có chế thứ 6 mà bán hết lô này rồi, không biết có đặt được về nữa không ấy. Vì cái này là mình không đặt hàng nhưng mà họ vất nhầm vào cái công hàng, nên đây là mình đánh lấy thôi. Đấy, vất nhầm vào cái thùng hàng của mình thì mình đánh lấy thôi các bác ạ. Đấy, và mình không nghĩ nó đẹp như này đâu. Mới đầu mình rửa ra cái mã này, mình bảo cái mã này mình có đặt đâu mà sẽ giao cho mình cái này. Thế mãi về sau mình mở ra đẹp quá, mình bảo thôi để bán luôn. Anh em ạ, đẹp không em? Quá đẹp luôn. Phải nói là một kiệt tác siêu phẩm. Còn kích thước nó như thế nào thì đây, sau đây mình sẽ lấy cái thước đo cho anh em nhá. Rồi, vẫn chụp thước chung ai. Sau đây mình sẽ đo cho anh em cái kích thước của cái chữ này này, để anh em có thể hình dung ra cái độ cao rộng của nó, và để anh em có thể là dán lên xe anh em như nào cho hợp lý, để tùy anh em. Còn theo mình nó rất đẹp rồi, hôm nay mình sẽ tự thưởng cho mình, chúc Trung Thu mà. Mình thì hết tuổi và em bé rồi. Thành ra là mình sẽ tự thưởng cho mình cái chữ này vào xe của mình. Đây. Chữ nó sẽ dài tầm khoảng 20 anh em này. Đấy, rơi 19 thôi, cả cái chữ nhỏ nhỏ này rơi tầm 19 thôi. 18 phân. Cao thì đây anh em ạ, cao đây nhá. Cao mình đo chữ bờ đi cho anh em dễ hiểu. Đây, cao chữ bờ thì mình đo từ số 10 nhá. Cho anh em dễ hình dung ra cho nó vệt đỏ hình dung ra. Đây. Cao nó sẽ rơi vào 3 phân. Đấy, còn cái này thì nó rất là bé thôi, anh em không phải tính toán nữa thôi. Cái rơi vào tầm 2 phân, 1 phân thôi. Đấy, anh em thấy rơi 1 phân này. Đấy, rất là hay luôn. Đấy, anh em nào mà có mua cái chữ này ủng hộ mình nhá. 09788 23083, 09788 23038 và 0243 851636. Đấy, anh em nào mà mua hàng thì vào đúng cửa hàng ấy cho mình. Cho đôi thứ nhất là nhầm cửa hàng, thứ hai là tránh mua phải hàng không đúng nguồn gốc của nhà mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều đối với video này. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.